Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ Cái cách mà các bạn có thể sử dụng auto Cái cách mà các bạn có thể nạp cái đồng tôn vào Để mà các bạn mua chức năng auto nè Chức năng auto này, này nha các bạn Để mà nó tự động khai thác cái dự án Cartesian nha các bạn Thì dự án Cartesian là một tựa game nuôi mèo Ở trên mạng tôn nha các bạn thì uh, nếu mà chúng ta không có cái gối auto nè là chúng ta phải làm bằng tay nha và nếu mà mình nạp cái gối auto nè là mèo nó tự động nâng cấp nè các bạn thấy không mình không cần bấm gì hết mèo nó tự động nó hợp nhất lại nó nâng cấp lên cái cô mèo cấp cao nhất cho chúng ta nha Ngay cả khi mà chúng ta tắt cái app luôn Nó cũng sẽ tự động nâng cấp luôn nha các bạn Đây các bạn thấy cái auto nó quay quay nè Là nó đang tự động ra tự động uh, Đó là hợp nhắc mèo Nó tự động thu hột luôn nha các bạn Nó tự động thu hột cái đồng uh, vàng của chúng ta Trong tự game là đấy Nó tự làm luôn Mình không còn làm cái gì cả các bạn nha rồi mà để mà à, các bạn nạp á thì các bạn còn phải có cái đồng tôn nha. Đây ví dụ như à, các bạn có thể bấm vào cái gói auto nè, bấm vào. Nhưng mình thì mình mua rồi nha các bạn, mình bấm vào nó sẽ tắt nha. Còn bạn nào chưa mua á, các bạn bấm vào nó sẽ hiện ra cái giá để mà các bạn có thể mua cái gói auto nha nè nè, khi mà các bạn bấm vào cái bạn mua thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nha. Thì để mà mua cái gói cái gói mà auto á, hiện tại là khoảng 3 chín cái đồng mà fit nè, cái đồng con cá nha các bạn. Thì hiện tại các bạn có thể nạp cái gói này nè. Gói này là khoảng 13.49 đô nha các bạn. Thì các bạn có thể nạp khoảng 14 15 đô gì đó để cho trừ cái phí giao dịch hoặc là các bạn có thể sử dụng ở những dự án khác, cái đồng tôn ở những dự án khác nha các bạn. Đấy, khoảng 15 đô đi. Bây giờ mình cho khoảng 15 đô nha. Rồi để mà à, nạp á thì các bạn cần vào cái ví tôn ở trên Telegram luôn nha các bạn. Đây thì à, đang ở giao diện khai thác nè, các bạn thoát ra ngồi nha. Đây ở giao diện trang Telegram các bạn nè, các bạn bấm vào góc trên bên trái màn hình nè, bấm vào menu nha. Thì à, phía bên dưới này là có cái wallet nè. Đây là cái ví tôn á, cái ví tôn này thì các bạn có thể chưa tạo thì các bạn có thể tạo cái ví tôn này nha. Đây các bạn bấm vào đây thì sau khi mà các bạn tạo cái vế tôn á, các bạn vào cái vế tôn các bạn á, thì các bạn bấm vào ngay chỗ cái vế tôn này nè, cái vế tôn space beta nè, các bạn bấm vào, nhưng mình là mình đã nạp mà khoản mình nạp rồi nha các bạn, đây các bạn bấm vào đây, rồi sau khi các bạn bấm vào thì các bạn bấm đi music nè, để mà các bạn lấy cái địa chỉ nha, đây các bạn có thể copy cái địa chỉ bấm copy address nè để mà các bạn vào cái sàn OKX nha các bạn vào sàn OKX để mà các bạn mua đồng tôn rồi các bạn chuyển vào cái địa chỉ ví này nha các bạn đấy thì cái cái mua bán giao dịch thì các bạn vào OKX nha rồi sau khi mà các bạn vào cái sàn OKX của chúng ta thì các bạn có thể uh, dùng cái đồng USDT để mà mua cái đồng tôn nha đây các bạn bấm vào cái chữ giao dịch nè sau khi mà các bạn bấm vào giao dịch thì các bạn tiến hành mua cái đồng tôn nha thì ở trên đây nè các bạn chọn cặp giao dịch nha các bạn bấm vào các bạn chọn cho mình cái tìm kiếm nè, bấm vào thanh tìm kiếm nè. Đấy các bạn đánh cái từ tôn nè, nó sẽ ra cái cặp giao dịch tôn trên USDT nè, các bạn bấm vào cho mình nha. Đấy, khi mà nó hiện ra cái cặp giao dịch tôn trên USDT nè, các bạn bấm vào nút mua nha. Các bạn chọn lệnh nè, đó là lệnh thị trường nha các bạn, đây, lệnh thị trường nè. Rồi ở đây thì các bạn nhập cái số lượng nè, các bạn mua cái đồng tôn nha. Ví dụ các bạn nhập 15 đô đây. Đây, 15 đô thì các bạn được 3.49 cái đồng tôn nè. Đấy, rồi các bạn bấm mua tôn nha là chúng ta đã mua thành công rồi sau khi các bạn mua thành công thì các bạn có thể chuyển nha à, ví dụ ở đây các bạn bấm vào phần tài sản này các bạn chuyển vào cái ví tôn của chúng ta cái ví trên uh, telegram đó các bạn rồi các bạn bấm vào chữ rút tiền nè đấy tại đây thì các bạn có thể rút nha ví dụ các bạn bấm vào tìm kiếm nè các bạn tìm kiếm cái đồng tôn nha để mà chúng ta rút nha các bạn đây cái đồng tôn coi nè các bạn bấm vào rồi các bạn chọn uh, rút trên chuỗi nha rồi tại đây thì các bạn dán địa chỉ vào đây nha, cái địa chỉ của các bạn á. Ví dụ mình uh, copy đây, mình copy quay lại mình copy nè. Đây mình các bạn bấm copy ở bên uh, ví to nha. Rồi. Rồi các bạn dán địa chỉ cái ví to rồi đây nha. Rồi các bạn bấm vào uh, chọn mạng rút tiền là mạng to nha. Ở đây thì các bạn nhập số lượng cái đồng to mà các bạn muốn rút nè. Còn ngay chỗ cái comment này các bạn để trống nha. Các bạn không cần phải điền gì cả nha. Đây cái comment này nè các bạn để trống nha. Rồi lệ phí là 0.01 tô nè à. đấy. Rồi các bạn à, nhập đầy đủ thông tin, các bạn bấm gửi thôi là nó sẽ qua ở bên cái 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 ví ở trên Telegram nha các bạn đây. qua ví này nha. Đây như mình thốt ra cái ví nè nó đã qua rồi nha các bạn. Đây qua nè. Đấy. Rồi khi mà cái qua rồi thì các bạn tiến hành vào trong cái game của chúng ta nha. Đây. Ví dụ cái game của mình là game cát nè. Các bạn bấm vào. Rồi sau khi mà các bạn vào game thì các bạn bấm vào cái chữ auto nè để mà chúng ta mua cái gói auto nha các bạn. rồi và để mà mua cái gối auto thì các bạn còn có cái đồng mà fit nè cái đồng fit là cái đồng con cá này nè các bạn à, mà cái gối này tới ba nghìn chín lần ba nghìn chín cái đồng mà con cá mà hiện tại nó đang khuyến mãi nha các bạn còn ba nghìn chín bình thường là nó tới sáu nghìn mấy nha các bạn thì các bạn có thể mua cái gối này nè các bạn bấm vào đây để mà các bạn mua nha rồi các bạn bấm vào rồi sau khi mà các bạn bấm vào cái gối mà các bạn mua nè thì ở đây á à, các bạn sẽ tốn 3.7 nè cái đồng mà nha các bạn. Đấy là khoảng 13.49 đô nè. Thì các bạn có thể connect cái ví nha, các bạn bấm ở dưới nè, cái bấm cái tone connect nha. Khi mà các bạn connect rồi các bạn quay trở lại á, mà nó hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn phía trên đây nè. Là như vậy là chúng ta đã connect ví thành công. Rồi chúng ta mới bấm vào cái wallet này nè để mà chúng ta mua nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào wallet nè. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào wallet á, thì nó hiện ra giao diện như thế này nè. Thì chúng ta tiến hành mua nha. Các bạn bấm confirm phía bên dưới nè để mà mua nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm mua thì nó sẽ tiến hành đang mua nha. Chúng ta nó chạy cái đồng hồ ở đây nè. Thì các bạn chờ nha. Cái quá trình này thì nó hơi lâu các bạn khoảng 30 giây á. Các bạn chờ nha các bạn. Đến khi nào nó chạy hết cái này thì chúng ta sẽ được nhận cái đồng cái đồng con cá nha các bạn. Có đồng fit á đây nè các bạn nè sau thời gian chờ đợi thì mình cũng đã mua cái cái gói cái đồng con cá thành công nè à. rồi bây giờ chúng ta tiến hành mua cái gói auto nha chúng ta có cái đồng con cá nè cái đồng con cá nó sẽ hiện trên đây nè các bạn nè đấy là chúng ta tiến hành mua nha rồi các bạn bấm ok nè đây hiện tại chúng chúng ta các bạn có thể thấy chúng ta đã có 9.000 cái điểm con cá nè cái này là mình mua nha rồi các bạn quay lại các bạn bấm vào cái chữ auto á, là chúng ta tiến hành mua nha đây nè các bạn bấm vào cái chữ auto ở chỗ này nè thì nó sẽ hiện lên đó là cái 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 giá của chúng ta nè đây nè các bạn bỏ ra ba nghìn chín cái đồng con cá nè để mà mua nha các bạn à, thông thường là nó tới sáu nghìn bốn trăm chín mươi chín nhưng mà nó đang khuyến mãi nha khi mà các bạn mua gói này thì nó sẽ tự động là auto nè auto đó là số mèo những con mèo cấp thấp nè auto là tự động nâng cấp mèo luôn nha các bạn nói chung nó làm nó auto nhận errop nè nhận bonus luôn nha các bạn đấy nó làm tất cả mọi thứ luôn thì các bạn bấm vào đây các bạn mua thôi nha ấy như vậy là mình đã mua thành công nha các bạn, các bạn thấy cái vòng auto nó quay nè, đấy cái vòng auto nó quay là chúng ta đã mua thành công, thì các bạn có thể thấy sau khi mua thành công á, thì những con mèo này nó tự động nâng cấp luôn nè các bạn, đấy mình không cần làm gì và vàng á, nó tự động nhận luôn nha, đấy mình không cần làm gì hết nha các bạn, đấy và khi mà các bạn nạp vào đây á, các bạn cũng có một cái lợi nha để mà các bạn điểm danh check in hàng ngày, khi mà các bạn check in á, các bạn cũng cần có một cái phí nha, đây là khi mà các bạn check in á, để mà check in á, các bạn bấm vào người chủ cái chữ quét là cái dấu chấm than là này các bạn bấm vào nha rồi tại đây á các bạn có thể kéo xuống dưới nè đây bên dưới này nó có cái chữ mà check in nè đây check in hàng ngày nha hàng ngày các bạn vào đây các bạn check in nè thì nó cũng sẽ tốn một chút cái phí cái đồng tôn nhưng bạn nói chung là tốn rất ít thôi các bạn các bạn nạp vô để mà tham gia những dự án khác nữa chứ không phải là dự án này nha các bạn đấy mỗi một ngày các bạn vào check in các bạn cũng sẽ nhận được cái điểm con cá nè ngoài ra các bạn ở cái phần làm nhiệm vụ nè các bạn có thể join vào uh, trang chat của dự án này join vào trang telegram mà nói chung ở đây có nhiệm vụ gì thì các bạn làm hết những nhiệm vụ đó thì các bạn sẽ nhận được cái điểm con cá nhiều hơn nha các bạn ấy còn video mà hướng dẫn các bạn khai thác đăng ký khai thác á thì mình đã làm video hướng dẫn rồi nha bạn nào mà chưa biết thì xem lại video đó của mình nha và video này mình chỉ nói về nội dung đó là các bạn có thể nạp để mà mua cái gói auto là nó đang chạy nha các bạn nó tự động nâng cấp mèo là không mình không cần phải làm gì cả các bạn nó tự động nhận tiền luôn ấy rất là ok rất là sướng nha các bạn Đấy, à, rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.